Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ ba, ngày 27 tháng 1 năm 2023. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua thời tiết thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình thanh long thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giá thanh long hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long hôm nay thì giá tiếp tục ổn định ở mức cao. Trong thời gian vừa qua thì bà con nông dân mình đang thu hoạch thì vô cùng phấn khởi. Không riêng gì thanh long ruột đỏ mà thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận hiện nay thì giá đang ở mức giá rất là cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang cúc cho đồng từ 40.000 đến 42.000 đồng ký, loại 2 thì đang nồng cho đồng từ 35.000 đến 37.000 đồng ký, loại 3 thì đang nồng chất đồng từ 30.000 đến 32.000 đồng ký, còn loại 4 thì đang nồng chất đồng từ 26.000 đến 27.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1.000 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng khu vực khác nhau. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nghe quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa mà giá chênh lệch lên xuống. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng, giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá tiếp tục ổn định ở mức cao. Thì cụ thể là hàng đẹp thì đang nằm mức giá động từ 26.000 đến 28.000, còn hàng sàn thì đang nằm giá động từ 23 đến 25.000, hàng giạc thì đang nằm mức giá động từ 7.000 đến 8.000 đồng ký. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang có mức giá lần lượt là 25, 26, 27, hàng hàng thì đang 23, 24, 25. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi mà giá có thể chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000 đồng ký, tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục ổn định ở mức rất là cao. Hiện nay thì giá thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì cũng không chênh lệch gì nhiều so với khu vực miền Tây. Loại 1 thì đang nằm cái đồng từ 39.000 đến 40.000 đồng ký, loại 2 thì đang có cái đồng từ 34 đến 35.000, còn loại 3 thì đang nằm cái đồng từ 28.000 đến 30.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Ở đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cái toàn thể quý bà nông dân, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thời cao và bán được giá. Xin thân ái.